Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tỉa quả cho cây dưa lưới. Thì đây là cái vườn dưa lưới mà tôi đã thụ phấn được khoảng từ 5 đến 7 ngày. Thì đây, quả của nó đã to như thế này rồi các bạn. Quả nó đã to bằng cái chén. Tỉa quả cho dưa lưới nó sẽ quyết định được cái phẩm chất cũng như là chất lượng của quả sau này. Thì ta tỉa dưa lưới đúng thời điểm thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi cái quả mà ta chọn một cách tốt nhất. Thì khi ta đã thụ phấn được từ 5 đến 7 ngày và quả to khoảng bằng cái chén uống nước thì ta bắt đầu có thể tỉa quả được rồi, để tập trung dinh dưỡng nuôi quả để cho quả nó sẽ to hơn. Đấy. Ví dụ như cái cây này thì các bạn nhìn đây, tôi thụ phấn là được 4 quả. Đây. 1 này. 2 này. Đây này, 3 này, 4 này. Đấy, các bạn thấy có 4 quả. Thì ta sẽ chỉ chọn để lại một quả thôi. Một quả đẹp nhất ở trên cây. Để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả, đạt được cái phẩm chất và chất lượng tốt nhất. Và thứ hai nữa là khi ta tỉa đây thì ta sẽ chọn. Ví dụ như quả này là không đạt này. Khi ta cắt tỉa thì ta sẽ cắt cái phần cành còn thừa ra tầm độ khoảng 3 đến 5 cm. Đấy. Đấy. Quả quả to đẹp như này rồi các bạn. Thì ta phải cắt tỉa đi. Và tất cả những cái cành ở trên cây này thì ta cũng sẽ cắt đi để nó tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Đây, để tôi cắt xong thì tôi sẽ quay để cho các bạn nhìn. Ta sẽ cắt tất cả những cái cành này. Đấy, ta cắt toàn bộ cành. Đây các bạn nhìn cây tôi vừa cắt cành đây. Ta cắt toàn bộ cành. Và nhân tiện thì ta sẽ bấm ngọn luôn. Đấy. Ta bấm luôn cái ngọn. Bấm ngọn để ta tập trung dinh dưỡng nuôi quả và ta sẽ không để ngọn nó dài ra nữa. Ta bấm ngọn ở cái vị trí lá tầm độ khoảng mỗi một cây thì ta để khoảng tầm 25 lá thôi. Thì ta tiến hành bấm ngọn được rồi. Đấy. Đây tôi để lại một quả như này. Trên cây như này. Đây, ví dụ như cây này tương tự như cây bên cạnh cũng vậy thôi. Cây bên cạnh thì tôi cũng sẽ để lại một quả đẹp nhất. Đây, tôi cắt thêm những cái cành này đi. Các bạn không tiếc nhé, các bạn cắt hết cành đi nhé. Đấy, để tập trung với quả. Đấy thì tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cách tỉa quả, chọn quả và tỉa quả, tỉa cành, bấm ngọn cho cây dưa lưới. Các bạn còn thắc mắc gì thì có thể bình luận ở phía bên dưới video này thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh Nhà Nông Tây Bắc để theo dõi những cái video về nông nghiệp tôi sẽ đăng tải thường xuyên lên kênh Nhà Nông Tây Bắc. Các bạn nhớ ấn đăng ký và ấn vào chuông để không bỏ lỡ một video nào của kênh Nhà Nông Tây Bắc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thời gian gần đây, có rất nhiều nhà vườn măng tây bị bệnh khô thân, khô cành phá hại, gây thiệt hại không nhỏ đến năng suất và phẩm chất của măng tây trên các trang trại. Video này, tôi sẽ hướng dẫn bà con cách phòng trừ bệnh khô thân, khô cành trên cây măng tây. Sơ lược về cái bệnh khô thân, khô cành như sau là bệnh khô thân, khô cành là do nấm Macrophoma gây ra. Nấm bệnh phát sinh, phát triển mạnh trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao, đất kém thoát nước, đất nghèo hữu cơ, ít mùn, bón phân mất cân đối, thiếu dinh dưỡng, nấm xâm nhiễm và gây bệnh. Nấm bệnh phát triển mạnh trong điều kiện ẩm cao, mưa nhiều, nấm xâm nhiễm qua các vết thương hở ở trên rễ, cổ rễ, làm phá hủy các bó mạch dẫn nước và dinh dưỡng khoáng nuôi cây, đồng thời tạo các vết đốm nhỏ bất định dọc thân. Sau một thời gian ngắn, xâm nhiễm bệnh phá hủy hoàn toàn bó mạch, làm cho cây khô, cành vàng đỏ và chết lụi dần. Sau đây là những nguyên nhân gây bệnh chủ yếu và tình trạng tái nhiễm bệnh khô thân khô cành trên cây măng tây. Thứ nhất, do điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao trong đất bão hòa sẽ là điều kiện thuận lợi để nấm phát sinh, phát triển mạnh và gây bệnh cho cây măng tây. Tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát, đất trồng thoát nước chậm sẽ dẫn đến hàm lượng oxy trong đất giảm mạnh, bộ rễ bị nghẹt. Như vậy, ẩm cao liên tục trong thời gian dài, cộng thêm nấm bệnh sẽ làm cho bộ rễ suy giảm sức sinh trưởng, gây thối rễ, cây phát triển kém. Dinh dưỡng cung cấp từ bộ rễ bị giảm sút nghiêm trọng, lá vàng, héo úa và chết lụi dần. Thứ hai, đất thiếu hữu cơ, độ pH thấp, đất chua và hàm lượng hữu cơ thấp làm cho bộ rễ phát triển kém. Khi có mưa xuống, khả năng mất oxy nhanh, làm cho quá trình nghẹt rễ diễn ra nhanh hơn, cây bị thối rễ, khó phục hồi, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây. Ngoài ra, độ pH thấp, đất chua sẽ làm gia tăng quá trình sản sinh ra các kim loại nặng như là nhôm và sắt, do đó bộ rễ thường xuyên bị ngộ độc, kém phát triển, cây còi cọc. Thứ ba, sử dụng phân bón gốc và lá không hợp lý, không cân đối làm cho cây bị ngộ độc, việc bón thừa dinh dưỡng, đa lượng, thiếu vi lượng khiến cho cây măng tây thường xuyên bị nhiễm sâu bệnh. Trong nhiều trường hợp, cây bị vàng lá, thối thân là do bón phân quá nhiều, bón không cân đối, không phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng của cây. Đấy là chưa kể măng tây là một loại cây rau ăn thân mầm, do đó rất dễ bị tổn thương và dư nitrat, kim loại nặng, nếu không có biện pháp bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật đúng cách. Thứ tư, việc phun thuốc bảo vệ thực vật không theo quy trình, lựa chọn các loại thuốc độc hại làm cho cây chậm sinh trưởng, có thể cháy lá do thừa thuốc phun quá liều, sức đề kháng và sức chống chịu với các điều kiện bất lợi từ môi trường giảm sút, cây lại dễ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách sẽ làm cho các chủng nấm, vi khuẩn gây bệnh thường xuyên ra các phản ứng kháng thuốc, quen thuốc, nhờn thuốc, khiến cho việc phòng trị bệnh trở nên khó khăn hơn. Có thể nói, đây là cái vòng luẩn quẩn mà bà con đang gặp phải. Khi cây bị bệnh, chúng ta thường phun nhiều loại thuốc khác nhau do tâm lý sợ cây bị chết, sợ vườn bị hỏng, do đó bằng mọi cách phải phun thuốc trị bệnh. Chính tâm lý này khiến cho cây trồng nói chung chết vì thuốc trước khi chết vì bệnh. Do đó, khi cây có biểu hiện bệnh, bà con nên bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân để có các biện pháp xử lý đúng và kịp thời. Qua đó, giảm chi phí đầu tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp nói chung. Măng tây thường bị bệnh do nấm và vi khuẩn, phần lớn là do nấm, một phần nhỏ là do virus. Một số bệnh phổ biến hại cây măng tây như bệnh thán thư, bệnh thối gốc, bệnh thối rễ, khô thân cây, đỏ vàng, cành lá, bệnh đốm thân cành, bệnh sương mai, bệnh rỉ sắt, v.v. Do đó, bà con cần phải nắm bắt được nguyên nhân gây bệnh trên cây măng tây, từ đó đưa ra các giải pháp phòng trị bệnh cho phù hợp. Trong các nhóm bệnh trên thì bệnh khô thân, đỏ cành lá diễn ra phổ biến nhất, đặc biệt là vào mùa mưa tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Lào Cai, v.v. Sau đây là giải pháp toàn diện phòng và đặc trị bệnh khô thân, khô cành trên cây măng tây. Chọn đất cao, dễ thoát nước, đất giàu mùn, giàu hữu cơ để trồng. Bón phân cân đối, hợp lý, đúng cách. Phun chế phẩm, các loại chế phẩm như là nano bạc, nano đồng định kỳ nhằm tăng cường sức đề kháng cho cây. Chọn giống kháng bệnh, giống sạch bệnh. Sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ hoai mục ủ với nấm Chicho Đẹp Ma để bón hàng năm cho cây. Bón thúc cân đối, phân NPK nếu bón nhiều đạm là rất nguy hiểm, sẽ làm cây yếu, dễ nhiễm bệnh. Bón vôi bột để nâng độ pH của đất lên từ 6,5 đến 7,5. Theo dõi vườn, phát hiện có bệnh là phải nhanh chóng nhổ bỏ tất cả các cây bị nhiễm bệnh, đưa ra khỏi khu vực vườn để tiêu hủy, tránh gây lây lan bệnh. Sau khi đã xử lý những các bước trên rồi, thì ta sử dụng một trong những loại thuốc hóa học có các thành phần như sau: Mancozeb cộng Metalacin hoặc
fosetin aluminum cộng sunfua hoặc carbendazim cộng zinep hoặc propinep cộng kasugamycin phun 2 lần cách nhau 7 đến 10 ngày theo hướng dẫn ghi trên bao bì của thuốc để chúng ta phòng và trừ bệnh. Phải chú ý thoát nước thật nhanh, sửa luống cao từ 30 đến 50 cm để phòng trừ và khắc phục bệnh này. Chúc bà con có một mùa bội thu. Bà con nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Nhà Nông Tây Bắc. Xin chân thành cảm ơn.